Việt Nam hỗ trợ thức ăn cho thảo cầm viên, hành động ý nghĩa và thiết thực. Thông tin cho hai bên là thông tin qua điện thoại. Sau khi tiếp nhận thông tin thì thảo cầm viên cho xe của thảo cầm viên đến siêu thị và nhận thức ăn trực tiếp từ các anh chị quản lý. Ngày 13 tháng 10, trên trang fanpage chính thức của Aeon Mall đã đăng tải một bài viết thông báo sẽ phối hợp cùng với thảo cầm viên chăm sóc bầy thú đang được nuôi dưỡng trong công viên. Cụ thể, phía Aeon Việt Nam sẽ hỗ trợ thực phẩm gồm thịt, cá, rau củ quả, v.v. cho thảo cầm viên. Đây đều là những mặt hàng đã hết tiêu chuẩn phục vụ khách hàng nhưng vẫn đảm bảo điều kiện làm thức ăn cho động vật. Mỗi lần cung cấp sẽ khoảng 200kg. Theo bài viết được đăng tải trên fanpage, lý do Aeon Mall Việt Nam quyết định phối hợp với thảo cầm viên là vì mục đích phát triển bền vững. Hệ thống siêu thị cũng nêu rõ ba lợi ích mà hành động này mang đến. Cụ thể là giúp giảm lượng thức ăn thừa thải ra môi trường, giảm lượng khí CO2 thải ra trong quá trình thu gom và tiêu hủy thức ăn, hỗ trợ bữa ăn cho các cư dân tại thảo cầm viên. Từ mùa vừa rồi thì các bạn biết rồi, kể cả con người, những cái loại lá như bù mót hay là cái gì đó thì cũng mua khó khăn thì người nói đến thú gì đó. Nó nói chung là nó xa xỉ quá. Bên Aeon có liên hệ và có hỗ trợ cái phần thức ăn cho thảo cầm viên. Thì những cái thức ăn này cũng đáp ứng phần nào cho thảo cầm viên để mà chăm sóc cho những loài động vật này. Chia sẻ với pháp luật và bạn đọc, ông Phạm Văn Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, mới đây công viên đã nhận được sự hỗ trợ thực phẩm từ đơn vị Aeon Việt Nam. Ông nói thêm, ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ thực phẩm cho bầy thú từ Aeon, chúng tôi đã xem xét cụ thể rồi mới đồng ý. Những thực phẩm này đã hết hạn sử dụng, không thể bán ra thị trường được nếu bỏ đi phí quá, nên họ đề nghị hỗ trợ thảo cầm viên. Các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả hết hạn vẫn còn có thể cho bầy thú ăn được, không ảnh hưởng gì và chúng tôi kiểm tra kỹ mới quyết định điều này. Cũng theo thông tin ông Tân chia sẻ, chương trình này chỉ mới diễn ra gần đây. Đến hiện tại, phía công viên đã nhận được 2 đợt hỗ trợ. Trong số 200kg thực phẩm có rau củ, thịt cá, v.v. tất cả đều đang được nhân viên tại thảo cầm viên cho bầy thú ăn mỗi ngày. Vị giám đốc này cũng khẳng định, trong thời gian này, dù chưa thể mở cửa đón khách, nhưng các nhân viên cũng sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bầy thú. Có những loại thì không có sử dụng nhiều, mà phải cất tủ đông, xài dần. Có những loại thì cho ăn tại chỗ, ví dụ như là thịt thì ví dụ như ngay cái ngày mà ăn thịt thì khi tiếp nhận thì thảo viên tổ chức cho ăn ngay để tránh cái tình trạng là hư. Nếu mà nó dư cái khẩu phần thì bắt buộc là thịt để đông để tiếp tục cho những cái ngày sau, để dành lại những ngày sau. Trao đổi với pháp luật và bạn đọc, đại diện truyền thông Aeon Việt Nam cũng đã xác nhận hoạt động trên. Vị này cũng cho biết, từ đầu tháng 10 qua, đơn vị đã phối hợp cùng với thảo cầm viên hỗ trợ bầy thú. Trong bài thông báo được đăng tải, phía siêu thị đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng. Trong đó có nhiều người bày tỏ mong muốn được quyên góp cùng siêu thị hỗ trợ thảo cầm viên. Cũng mừng mà anh thấy thì anh giúp đỡ thì cũng rất mừng. Mình thấy như vậy thì chung khó khăn nhưng mà cũng có một số để giúp đỡ được. Mình cũng mừng cái chuyện đó. Ngay sau khi biết đến thông tin trên, dư luận đã bình luận rất sôi nổi. Hầu hết mọi người đều dành tặng những lời khen ngợi cho Aeon Việt Nam. Bởi xét theo khía cạnh nào đó, đây cũng là một hành động rất thiết thực và ý nghĩa. Nói về điều này, bạn HH bày tỏ, một phương án rất hay, vừa tránh lãng phí đồ ăn, vừa hỗ trợ rất nhiều cho phía thảo cầm viên. Các bé trong sở thú sẽ vui lắm đây, vì những ngày tới chúng sẽ được chăm lo tận tình mà. Cùng cảm nghĩ trên, bạn KO nói, hành động của Aeon Việt Nam đã lấy được rất nhiều thiện cảm của khách hàng, nhất là nhóm đối tượng yêu thương động vật. Không chỉ vậy, nó còn tác động đến tâm lý của khách hàng, khiến họ tin rằng hàng hóa của Aeon là đồ tươi mới, không phải hàng không đạt tiêu chuẩn. Chắc chắn với sự hỗ trợ trên, thảo cầm viên sẽ vơi bớt được những khó khăn trong mùa dịch. Mong rằng các em thú sẽ được chăm sóc tốt để sớm có thể đón khách tham quan trở lại. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!